bằng chất liệu nhựa có tay cầm siêu chắc chắn, ở dưới được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại. Sờ vào cũng khá là xịn đó. Ổ cắm nè, quý vị có thể thấy là cái váy của mình đang rất là nhanh đúng không ạ? Một cái bàn ủi rất là thú vị, lại còn thân thiện nữa. Nhưng mà về công năng sử dụng thì kích thước quá nhỏ. Ủi xong một bộ đồ đi chơi với người yêu là người yêu có bụng mới luôn. Nhiệt độ thấp cho nên là ủi khá là lâu phẳng. Mà cái này người ta sản xuất ra thì phải có công dụng gì chứ ta? Thiếu thật thà, mấy bạn có biết cái này có công dụng gì không?